minh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Thầy Siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 dạp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và trước khi con thỉnh ngài, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Khuddhaka Nikaya Itivuttaka, chương 2, hai pháp, phẩm 1, bài 37 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, tỳ chấm hiền lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi, và như lý tinh cần đối với phấn khởi. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Bậc có trí phấn khởi trường hợp đáng phấn khởi, vì tỳ kheo nhiệt tình, thông minh và cẩn trọng, quán xuyến nhìn sự vật với trí tuệ bát nhã, nhiệt tình trú như vậy, sống đời sống an tịnh, sống bồng bột hăng say, chú lực tâm tịnh chỉ, có thể đạt chứng được diệt các đau khổ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con thành kính thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tuệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhược bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ kính lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay nó rất quan trọng. Nhưng mà do vì
cái lỗi ở cái bản dịch. Khi chúng ta đọc qua, chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Đó là chưa nói đến là chúng ta có thể hiểu sai. Ở đây trong bài kinh này nó có hai cái chi pháp. Cái tâm ni duy hi, thế nào là hai? Sang quê chân ni dê tha ni su. Sang quê chân ni na là một. Cái này có nghĩa là động tâm trong những cảnh đáng động tâm, chứ không phải là hứng khởi. Thưa quý vị, hứng khởi sẽ được. Cái chữ sang quê cái ni dê su tha ni su là những cái sự kiện làm cho tâm mình hốt hoảng, hay là tâm mình bị rúng động. Chữ sang quê gác có nghĩa là bị rúng động, tức là gặp những cái trường hợp như là cha tít cha ra pia thị mar năng sanh là bệnh chết. Bài cái đúc khăn là khổ, cái khỏi bất hạnh. Và tì tê quát tâm mu là căn đúc khăn là khổ, gốc luân hồi quá khứ. Anna gà tê quát tâm mu là căn đúc khăn là khổ, gốc luân hồi tương lai. Và chụp bàn đê à hà rác bởi giá thị mu là căn đúc khăn là khổ, hiện tại là do phải tầm, phải tìm kiếm vật thực mà nuôi mạng. Chúng ta có mấy cái khổ rồi, sanh già bệnh chết, rồi cảnh bất hạnh, cõi bất hạnh là 5, cộng 3 nữa là 8. Chúng ta có cái khổ. Khi mà một người mà muốn khẩn trương tu tập đó, là chúng ta phải quan sát 8 cái nỗi khổ đó thì chúng ta mới khẩn trương tu tập được. Không, chúng tôi có nói quý vị thì 8 cái sự khổ đó đó, cái này gọi là sang quê chất đi giá. Sang quê là cảnh động tâm. Chứ tại sao mà là cảnh đáng hưng phấn? Không lẽ mình quán xét sự sanh, sự già, sự bệnh chết hay khổ sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, hay là khổ luân hồi quá khứ, khổ luân hồi tương lai, rồi khổ phải kiếm sống trong hiện tại, quán cái đó mình hưng phấn cái nỗi gì? Cho nên ở đây đó, sang quê cho đi chắc, chúng ta phải dịch là cảnh động tâm. À, cái chỗ này quý vị thấy sai một ly, cái này nó đi cả 100 dặm chứ không phải là đi một dặm nữa, sai một ly đi dặm nữa được. Chỉ khi nào mà ở trên cái bản đồ á sai một ly thì người ta phải đi xa một dặm thì phải. Còn ở trên vệ tinh mà chụp xuống mà sai một ly là nó đi cả ngàn dặm đó, thưa quý vị.
Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu, phải hiểu cái chỗ này, hiểu rõ lắm thưa quý vị, là phải xem chú giải mới được. Còn ở đây nè, Abhijja lại nữa, sang quê cho đi dắt tha na ni quê đi tập a ni, lại nữa cần phải hiểu cái sự kiện động tâm là gì. Ato lo ca saniwa so, tức là sống trong thế gian là bị đốt nóng, bị áp bức. Bởi vì hành sai đường, nghĩa là luôn luôn lầm đường lạc lối, hở chút là lầm đường lạc lối, dễ bị đốt nóng, dễ bị nóng. Rồi Upanishadi Loko Athu là đời vô thường dẫn đến chỗ hủy diệt. Chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến chỗ đó, chúng ta thấy, chúng ta kinh cảm. Atanu Loko Anivisaro, đời là vô hộ vô chủ, không có ai mà bảo vệ được mình hết, không ai có chủ quyền đối với thân này. Masuku Loko Sapang Pahaya Gamriyam, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, dầu có tàn, có tiền bạc tài sản bao nhiêu, chức quyền bao nhiêu đi nữa, thân bằng quyến thuộc đông đảo bao nhiêu đi nữa, khi mà mình chết nhắm mắt xuôi tay thì bỏ lại hết, bỏ lại hết. Rồi lại nữa, Udo Loko Atito Tanha Daso, đời là thiếu thốn không đủ, nô lệ cho ái tham. Udo tức là thiếu, luôn luôn chúng sanh thấy là thiếu. Atito tức là không bao giờ đủ, không bao giờ biết no. Con người ta khi mà được cái này thì đòi thêm cái khác vậy đó. Suốt cuộc đời làm nô lệ cho tham ái. Nếu mà chúng ta không quán tưởng, không có nhìn thấy bốn tám cái cảnh kia đó, thì ít ra chúng ta phải nhìn thấy năm cái điều này. Một là sống trong cái cuộc đời này đó, lúc nào cũng bị đốn nóng từ sáng cho đến chiều, bởi cái sự, bởi cái tiếng thị phi, tiếng khen, tiếng chê, đặng mất vinh nhục vân vân. Rồi sống trong cuộc đời này, cái gì nó cũng là vô thường, nó dẫn đến hủy diệt. Mới cái nhà mới cất đó chừng vài năm thì bắt đầu nó phai màu, nó rạn nứt rồi, nó xuống cấp rồi. Một cái công ty được ăn nên làm ra mới dựng lên như vậy, nhưng mà một ít lâu sau thì bắt đầu vỡ nợ, tuyên bố phá sản. Cứ như vậy, cuộc đời nó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta biết cuộc đời này gồm chung lại cả hai phần chú giải này, thì chúng ta có đến tất cả là 15, 8, 5, 13 cái cảnh động tâm, 13 cái sự kiện động tâm. Thì gặp những cái cảnh động tâm đó là chúng ta phải biết động tâm,
gặp cảnh động tâm, chúng ta phải biết động tâm, tức là sang quy cho đi di xuất tha đi xuất, là trong những cảnh động tâm sang quy chân nát, sang quy chân nề nát, tức là phải biết động tâm. Chúng ta đừng làm giống như mấy người mà những người mà họ là nhân viên, hay gọi là những đạo tỳ, họ lo cái việc chôn cất tẩn liệm người chết ấy. Công việc đó họ cứ làm hoài làm kiếm sống à. Cho nên riết rồi tâm của họ cũng nhàn, họ cũng lì, nghĩa là họ thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường, họ không có chút nào động tâm, không có một cái chút nào, không có một cái cảm nghĩ nào thật là chán, khó thân đây, phải già, phải bệnh rồi, phải chết như thế này, không bao giờ suy nghĩ chứ đó. Những bác sĩ ở trong bệnh viện hàng ngày tiếp xúc với nhiều bệnh nhân hoàng hoại, nhưng mà thế rồi cũng bu vô đó. Ít có những bác sĩ, chỉ trừ ra bác sĩ là Phật tử, hiểu được lời Phật dạy, họ mới chán cuộc đời. Chứ còn bình thường, sau khi làm việc xong họ vẫn đến tennis rồi vẫn đi du lịch, rồi họ vẫn ăn, vẫn uống rượu, ăn tiệc tùng, vẫn giữ những cái bạc ti rồi chẳng hạn, bình thường. Cái đó là họ không bị động tâm, họ không khởi lên động tâm trước những cảnh đáng động tâm. Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết là chúng sanh ở trong cuộc đời này nó giống như là bốn hạng ngựa. Có hạng ngựa thuần phục, được khéo huấn luyện. Khi mà người ta mắc yên vào, nó biết cái bổn phận, nó liền chạy. Có những hạng ngựa đó, người ta mắc yên lên, bắt kế trên lưng, nó chưa chịu chạy đâu. Chừng nào nó thấy bóng cái roi nó mới chịu chạy. Nó thấy bóng roi giơ cao lên, nghe tiếng gió giúp một cái là nó mới bắt đầu nó hoảng hốt nó chạy. Còn có những hạng ngựa đó, mắt yên vô chưa chạy, thấy bóng roi chưa chạy, chừng nào bị quất một roi trúng da thịt đau điếng thì nó bắt đầu chạy. Còn có hạng ngựa trứng nó lì đòn, dầu cho đánh chết nó cũng không chịu chạy, nó đứng yên đó. Cũng vậy, ở trong đời này có bốn hạng người. Có người do thiện duyên ở quá khứ tu tập thuần thục, cho nên bây giờ khi mà mang cái thân ngũ uẩn này là họ biết là khổ rồi, họ biết là khổ, cho nên họ liền nghĩ đến cái việc tu tập. Có những hạng người khi có cái thân này họ chưa có biết khổ, nhưng mà chừng nào họ thấy được những người chung quanh, bà con lối xóm bên, hoặc là bên họ hàng nội ngoại, thấy có người già, người bệnh, người chết, có người bị phá sản, điên loạn, thấy như vậy họ mới chán, rồi họ lo tu.
cũng như thằng ngựa mà thấy bóng roi thì là chạy đó. Còn có những hạng ngựa, có những hạng người thấy người khác già bệnh chết, họ chưa chán đâu, chưa có ý thức mà tu hành đâu. Đến khi nào chính bản thân của họ thấy sợi tóc bạc bị già trên đầu rồi, hoặc là cơ thể bị bệnh rồi, bác sĩ nói là chỉ còn sống được 3 tháng, 6 tháng nữa thôi. Nghe nói như vậy thì bắt đầu hoảng hốt lo tu tập. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện cũng đỡ, cũng giống như con ngựa thấy bóng roi chưa chạy, đợi bị đánh một roi đau điếc mới chạy. Từ bản thân mình bị già, bị bệnh, rồi bị lo tu. Nhưng mà cũng có những hạng người ở trong cuộc đời này, dầu cho gặp bao nhiêu cảnh động tâm, nó cũng không có bao giờ nao núng, nó lì đòn, nó không bao giờ nao núng. Nó khổ thì nó biết than, nhưng mà không bao giờ nó ý thức được là mình phải tu hành như thế nào, mình phải từ bỏ cái ác nghiệp như thế nào. Cứ tiếp tục sống như những con thiêu thân vậy đó. Thì đó là giống như cái hạng ngựa thứ tư, dầu đánh chết cũng không chịu chạy. Cho nên ở đây, người Phật tử chúng ta hàng ngày khi mà chứng kiến cái cảnh mà dịch bệnh nó xảy ra, bà con lối xóm hoặc là họ hàng quân đội bên ngoài ai đó mấy ngày trước thì sống sờ sờ, nhưng mà vài ngày sau thì bị dương tính với Covid, rồi đưa vào trong bệnh viện phải thở máy vài bữa là nghe tin là chết rồi. Người ta đem thiêu, đem cái hũ tro cốt đem về nhà trả lại cho thân nhân. Thấy như vậy thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải khẩn trương, chúng ta phải chán, chúng ta phải động tâm mới được. Chứ chúng ta không thể nào mà phớt lờ, xem như kể cuộc đời nó là như vậy. Bây giờ chừng nào trời kêu ai nấy dạ cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì không bao giờ chúng ta có sự tiến bộ được. Cho nên cái chi pháp thứ nhất đó, thì ở đây các Phật tử chúng ta cần phải hiểu, để sự dịch lại cho quý vị nghe. Cái điều thứ nhất, bây giờ chúng ta trở lại từ đầu. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo thành tựu hai pháp này ngay trong hiện tại, sống nhiều hỷ lạc, sống nhiều hỷ lạc. Và Yoni Chasa Aratha và khéo chuyên cần để đoạn trừ lậu hoặc. Thành tựu hai pháp gì? Thành tựu hai pháp gì? Một là động tâm trong những cảnh đáng động tâm. Cảnh đáng động tâm đó tức là bị cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh địa ngục, cào quỷ, súc sanh, Atula, cảnh luân hồi khổ trong quá khứ, cảnh khổ luân hồi trong tương lai, và cảnh trong hiện tại là phải đi làm mới có ăn, đi tìm kiếm vật thực khổ lắm thưa quý vị. Hoặc là quá thấy trong cái cuộc sống này là vô thường, đi đến chủ diệt vân vân, chúng ta quán gì
Thì như vậy cái chi pháp thứ nhất. Cái thứ hai đó, sang quyết gạch gạch sắc chạy vô này sô bạch thà này nè, tức là khéo tinh tấn, khéo tinh tấn khi động tâm, khéo tinh tấn khi động tâm, nó liên đới với cái ỉa trước gặp cái cảnh một người già, người bệnh, người chết, vân vân, mình phải biết động tâm. Động tâm tức là cái tâm của mình cảm thấy hốt hoảng, lo sợ và cảm thấy chán ngán cái cuộc sống này, gọi là phải biết động tâm. Biết động tâm trong cảnh động tâm. Mà khi đã động tâm rồi đó, thì cái chi pháp thứ hai có nghĩa là phải tinh tấn bằng trí tuệ. Yoniso là bằng trí tuệ, hay là gọi là khéo, khéo tinh tấn. Khi mà động tâm sang quyết gà sát, sang quyết gà sát là khi động tâm đó, thì mình phải có sự tinh tấn, chứ không phải là mà động tâm lúc đó rồi cái đi đám ma, vô trong đám ma cái mình thấy cái cảnh đó mình chán, nhưng mà về tới nhà quên hết, cứ cờ bạc rượu chè tiếp tục. Bữa nay vô bệnh viện thăm bệnh nhân, mình thấy người này ngồi cú rũ, người kia ngồi cú rũ, phòng này rên la, phòng kia kêu khóc do bệnh nhân đó, nó đau quá, nó rên la kêu khóc. Đi đâu mình cũng thấy người bệnh ra liệt như vậy, cái chợ tự nhiên là chán. Nhưng bước ra khỏi bệnh viện thì yêu đời trở lại, thưa quý vị, có nhiều người vậy. Bước ra khỏi bệnh viện rồi là yêu đời trở lại, dễ vui trở lại, chứ không có khéo tinh tấn. Còn người Phật tử chúng ta vừa thấy xong đó, là chúng ta có sự tinh tấn liền. Vì là chúng ta hạ quyết tâm là phải tu tập. Ở đây trong chú giải cũng giải thích cái chỗ này nè. Sang quyết gắt sati gặp phô ở cần tí cả đi có gì nữa à, đề cao quyết nhé trả tí ai đứng đúc kỳ hí sang quyết gắt trả tá tức là khi mà nghĩ đến những cái cảnh khổ như sanh già vân vân, cái bắt đầu sanh cái tâm chán nản, rồi cái sanh quy chi toa sau khi động tâm á chấp thành tí, tức là khởi lên cái ước nguyện, khởi lên cái ước nguyện Yoniso Pathanena Hati Upaya Pathanena Samma Vayamena Atho. Phương vật trong câu này gọi là khéo tinh tấn là như thế nào? Ở đây có nghĩa là tinh tấn thiết quá, chánh tinh tấn khi mà
thấy như vậy đó, thì bắt đầu mình phải cố gắng nỗ lực để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh khởi. Cố gắng tinh tấn, cố gắng nỗ lực để đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh cho nó mất đi. Cố gắng nỗ lực tu tập những cái thiện pháp chưa có làm cho khó. Cố gắng nỗ lực để duy trì những cái thiện pháp đã có rồi cho phát triển nước mạnh thêm. Như vậy người tránh tinh tấn. Một nghĩa khác nữa là Sohiyatha Kusala Thamma Pahiyanti. Làm cho tinh tấn, làm cho các ác bất thiện pháp nó bị mất đi. Kusala Thamma Phavana Paripurin Gacchanti. Làm cho những thiện pháp được viên mãn, tu tập những thiện pháp viên mãn. Như vậy nên gọi là tinh tấn. Thì ở trong hai cái chi pháp ngày hôm nay đó, chúng ta phải hiểu như thế này. Mặc dù Đức Phật ngài dạy cho các vị tỳ kheo, và ngài dạy trong cái chi pháp vị tỳ kheo thành tựu hai pháp này sẽ sống trong cái sự an lạc, và sẽ có sự nỗ lực để đoạn trừ các cái lậu hoặc. Mặc dù Đức Phật ngài dạy rằng là vị tỳ kheo thành tựu hai pháp như vậy đó thì sẽ như vậy, nhưng mà người Phật tử chúng ta phải biết rằng ngài đang dạy chúng tỳ kheo thì phải nói như vậy, nhưng người cư sĩ chúng ta thực hành theo thì chúng ta vẫn có cái sự an lạc như thường, chúng ta vẫn có sự an lạc như thường. Cũng trong cái mùa dịch bệnh như thế này, người Phật tử chúng ta khi mà nghe thấy những cái thông tin, hoặc là chúng ta biết được những người bạn thân hay là bà con lối xóm ai đó trở bệnh nặng hay bị nhiễm bệnh rồi đưa vào trong bệnh viện nằm, bác sĩ cho biết là cái ca bệnh này nặng đó, khó có thể vượt qua, bắt đầu tâm của mình động tâm nghĩ đến cuộc sống của thế gian này bẩn chật là như vậy, khổ ải là như vậy. Khi mà chúng ta biết thấy cái sự khổ và chúng ta biết động tâm trước những cái cảnh đáng động tâm như thế, thì tự nhiên trong cuộc sống chúng ta từ sáng đến chiều chúng ta được an vui. Chúng ta có hai cái cực đoan mà chúng ta phải tránh. Một là người không có biết quán tưởng như nào để mà động tâm với cái cảnh đáng động tâm. Rồi phải hành xử như thế nào khi bị động tâm trước cái cảnh đó. Mà người này họ gặp cái cảnh bà bệnh chết, cái họ tuyệt vọng, họ sống bi quan, họ chán nản, họ bỏ hết công ăn việc làm, bắt đầu họ rơi vào cái tình trạng gọi là bi quan. Đó là cực đoan thứ nhất. Cực đoan thứ hai
là có người như chúng ta nghe thông tin báo đài cũng có nói bây giờ đó, lợi dụng cái cơ hội dịch bệnh đang tràn lan như vậy, rồi có những người họ trục lợi bằng cách là mua bán thuốc điều trị Covid, bán chợ đen đấy thưa quý vị, rồi họ ra ngã sau để họ bán những cái mũi vaccine bán giá cao, chích một mũi như vậy là cả triệu bạc hoặc vài triệu. Trong khi nếu mà chích công cộng, nhà nước hay chính phủ họ có cái chương trình chích toàn dân đó, chích vaccine, cái đó là chích miễn phí, người dân không có tốn kém cái gì hết. Bởi vì ở trong nước là chính phủ, nhà nước họ phải lo. Nhưng mà có những cán bộ y tế ở trong đó, hoặc là những người có chức quyền chút xíu, là bắt đầu họ tìm cách họ lòn ra ngã sao. Thì như vậy rõ ràng là họ gặp cái cảnh động tâm, là họ vẫn phớt lờ, họ chỉ biết làm sao để làm giàu thôi, chứ họ không có sợ. Họ thấy cái cảnh bệnh dịch này họ không có sợ, không ngăn ngán. Đó là một cái cực đoan thứ hai. Thành ra người Phật tử chúng ta đó, chúng ta không có bi quan khi gặp cảnh đáng động tâm, mà chúng ta cũng không thể lạc quan dễ vui khi chúng ta gặp cái cảnh đáng động tâm. Chúng ta phải đi con đường trung đạo, có nghĩa là chúng ta phải biết nhận thức, phải biết cảm nhận cái sự khổ, rồi chúng ta nhàm chán, rồi chúng ta khởi lên cái ước nguyện sẽ tu tập, phải làm những cái thiện pháp gì. Như vậy thì chúng ta mới có thể là chúng ta sống được yên vui. Hôm trước mà chúng tôi có nhiều lần để nhắc cho các Phật tử chúng ta, hôm nay chúng ta phải áp dụng với bài học này, là trong thời điểm này đó, người Phật tử chúng ta chú ý là một là chúng ta phải giữ cái trạng thái tâm an lạc. An lạc ở trong một cái trạng thái tâm thiện, chứ chúng ta đừng để cho cái tâm phiền não nó sinh khởi trong khoảng thời gian này từ sáng đến chiều. Cái sự buồn bực lo âu đó là phiền não, hay là tham đắm dính mắc sắc đẹp thứ hai, mùi thơm bị ngon xúc lạc, đó là phiền não, đó là đốt nóng. Chúng ta phải giữ cái tâm an lạc. Cái thứ hai nữa, trong hoàn cảnh này đó, là chúng ta phải biết tranh thủ cái thời gian nào mà chúng ta làm việc thiện được thì chúng ta làm. Thì làm thiện đa nát mà già kiri oa thú, làm thiện bố thí được thì chúng ta làm. Si lâm ba gia bu nhớ riêng quá thú, là hãy thời điểm nào mà chúng ta tác ý giữ giới được thì chúng ta cứ giữ giới. Rồi thứ ba nữa là hàng ngày người Phật tử chúng ta đừng để cho cái tư tưởng nó trống. Chúng ta cứ đi tới đi lui như vậy, chúng ta quán tưởng cái thân đây là phải bị khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Có thân đây bị khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Có sự luân hồi đây, ở quá khứ ta đã từng sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula rồi. Thế chúng ta thấy cái khổ luân hồi quá khứ,
để chúng ta suy xét. Nếu trong hiện tại ta dễ vui thì trong tương lai ta sẽ phải bị sanh vào những cái khổ cảnh bất hạnh như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi chúng ta suy xét về cái khổ của tương lai. Rồi chúng ta suy xét cái khổ hiện tại, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ rằng cuộc sống hiện tại nếu không có làm, không có tay làm thì làm sao hàng nhai được, phải làm. Nhưng mà vì cái cuộc sống phải làm lụng, phải kiếm sống, phải vất vả, đó cũng là cái sự khổ luân hồi của ngay trong hiện tại. Chúng ta nghĩ gì chúng ta chán, thì người Phật tử chúng ta làm sao đó, trong thời điểm này chúng ta phải có ba điều đó mỗi ngày. Phải biết sống trong cái sự an vui, phải biết tranh thủ làm các việc thiện, và phải biết suy quán về cái tính chất khổ luân hồi. Khi mà chúng ta có làm như vậy thì thưa quý vị, chúng ta sẽ được an lạc, dầu cho chúng ta bị nhiễm Covid đi nữa, tử thần ghi tên chúng ta là trong cái đợt này là mình phải bị bệnh mà mình chết. Nhưng chúng ta yên tâm không sao cả, kệ có thân này bỏ đi, miễn làm sao mình sống được an lạc, mình trú vào trong cái, trong hai cái pháp mà Đức Phật đã dạy như vậy thôi. Mặt khác, ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là những gì mà chúng ta ngay trong hiện tại mà chúng ta gặp cái cảnh động tâm, chúng ta khởi lên cái sự động tâm đó, cái này nó trở thành cái thường cận ý duyên cho đời sau. Quý vị hẳn có nghe cái câu chuyện của công tử Giác Sát trong thời Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn ngài sau khi thành đạo, ngài vận chuyển pháp luân độ năm thầy Kiều Trần Như, và ngài tiếp tục tục ở trên đường đi hoàng hóa. Thì lúc đó có một nhà bá hộ trong thành Varanasi có một đứa, một người con trai, tức là cậu công tử Giác Sát, vì là con của bá hộ, và hơn nữa công tử Giác Sát là con một trong gia đình lại trẻ trung thanh lịch, cho nên được mọi người thương mến, cha mẹ cưng chiều. Giác Sát sống ở trong đời sống của vị trưởng giả sang trọng, có một cái tòa nhà thích hợp cho mùa nóng, thích hợp cho mùa mưa, có tòa thích hợp cho mùa lạnh, giống như thái tử Siddhartha vậy đó. Nhưng một ngày kia, khi mà công tử Giác Sát thức giấc giữa đêm, dưới cái ánh đèn dầu, công tử Giác Sát thấy những cô vũ nữ nằm ngủ la liệt ở trên sàn, trên nền nhà, và họ đã biểu lộ ra những cái xấu của một người ngủ mê, như là ngái hoặc là há hốc, miệng mồm,
nước giải chảy ra, vân vân. Hoặc là nói sản, thì thấy cái cảnh kinh khiếp như vậy đó. Công tử Gia Xá liền suy nghĩ rằng ôi đời vẫn chật quá, sao mà nó giống như một cái bãi tha ma những cái xác chết. Công tử Gia Xá chán mới xỏ chân vào trong đôi hia vàng rồi đi ra cửa, mở cửa nhẹ ra rồi đi ra bên ngoài, rồi đi thẳng luôn, cứ ở trong đêm tối nhắm, cứ đi lang thang như vậy đó. Vừa đi vừa lẩm bẩm ôi đời vẫn chật quá, ôi đời vẫn chật quá. Thì nhân duyên dung rủi, Giá Xá đi con đường đó lại dẫn đến khu rừng mà đêm nay Đức Thế Tôn ngài nhận biết công tử Giá Xá ở trong thành Varanasi là người sẽ có duyên lành trong Phật pháp, và quý thuộc của Giá Xá cũng vậy, bạn bè thân hữu cũng vậy, cho nên ngài đã ở sẵn, ngài trú sẵn ở trong cái khu rừng đó, trong cái bìa rừng, và ngài đi kinh hành qua lại. Khi mà Giá Xá đến gần và nói như vậy, Đức Thế Tôn ngài mới lên tiếng rằng này Giá Xá, con hãy đến đây sẽ thuyết pháp, ở đây không có vẩn chật. Đáng nghe như vậy đó, chợt tỉnh, không còn suy nghĩ mà cởi bỏ hơi vàng của mình đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp đắc quả tu đùa. Sáng hôm sau, cha của công tử Giá Xá đi tìm thì gặp Đức Phật. Đức Phật ngài thuyết pháp cho nghe. Thì trong lúc đó Giá Xá được Đức Thế Tôn dùng thần thông che giấu, nhưng mà cũng ngồi bên cạnh Đức Phật nghe xong chứng quả La Hán. Rồi đến khi mà cha Giá Xá đắc quả tu đồ quần rồi đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới thu hồi thần thông, hai cha con mới gặp nhau. Lúc bây giờ Giá Xá xin phép cha cho xuất gia, thì ông cha là thánh cư sĩ vui vẻ cho tu. Thế là người đầu tiên là bốn người bạn thân nhất của Giá Xá nghe tin công tử Giá Xá xuất gia, họ cũng đi xuất gia luôn và đắc A La Hán. Rồi 50 người bạn khác nghe tin Giá Xá và bốn công tử đại gia bạn thân của Giá Xá xuất gia, họ cũng rủ nhau để đi đến xuất gia. Tất cả là kể luôn Giá Xá với 54 người bạn, 55 người đều chứng A La Hán. Sau này các vị tỳ kheo biết được cái chuyện đó mới bàn luận, không biết nhân duyên gì mà Giá Xá và 55 người bạn, 54 người bạn đều là con nhà giàu sang quý phái mà lại đi xuất gia và chứng A La Hán. Thì Đức Phật này giải thích cho nghe, trong đời quá khứ Giá Xá cùng với các người bạn thân đi chuyên đi thiêu xác chết ở chỗ này, ở chỗ kia, chỗ nào mà có người chết cần thì thiên hạ mới mời họ đi đến để mà thiêu giùm. Thì trong lúc mà thiêu xác chết, thưa quý vị, thì tên trần trưởng nhóm, tức là tiền thân của Giá Xá, trần trưởng nhóm, anh ta nhìn cái cảnh mà cái thân xác mới thấy đó, sau khi tắt thở cũng còn thư rối, rồi bây giờ
nó sạm đen lại và nó cháy thịt, cháy da, cháy thịt, rồi gân xương, rồi nó co rút lại và cuối cùng thì chỉ còn đống tro tàn. Giả sát thấy như vậy mới chán. Trong lúc mà ngồi nói chuyện với bạn bè thân hữu đó, mới nói lên cái cảm nghĩ của mình, thì những người kia họ lắng nghe và họ cũng bày tỏ cái ý kiến là họ chán lắm, họ cũng đã có sự suy nghĩ vậy. Chính do cái tư tưởng này đã nung nấu cái trí tuệ của họ, cái trí tuệ giác ngộ của họ, rèn luyện cái trí tuệ giác ngộ của họ, cho nên ngay trong hiện tại Giá Xá chỉ cần nhìn thấy những người phụ nữ nằm đó liên tưởng đến như là những cái xác chết trong cái bãi tha ma, rồi đem tâm chán nản xuất gia liền. Quý vị thấy chứ, khi mà một người tu tập không đợi là ngay trong hiện tại chúng ta chứng A La Hán hay là chứng quả hữu học, nếu một người mà gặp cái cảnh già bệnh chết, cảnh đáng động tâm, mà có cái sự động tâm, có sự động tâm, và khi đã có sự động tâm trước cái cảnh già bệnh chết, người này khởi lên ước nguyện tinh tấn nỗ lực để tu tập, thì chính hai điểm này nó là nhân, là duyên để trợ ở trong tương lai. Nếu trong ngay trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại mà chúng ta chưa đủ sức để chứng quả A La Hán giải thoát, thì ít nữa trong cái thời Đức Phật Mới Tây Giác là Đức Phật thứ năm, cuối cùng trong cái hiền kiếp này Ngài xuất hiện ở đời, chúng ta nghe pháp xong chúng ta chứng A La Hán. Cái đó cũng là một điều mà khiến cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta có sự tinh tấn nỗ lực, chúng ta yên tâm thôi việc. Chỉ sợ có cái là chúng ta nói thì nói như vậy, nghe thì nghe như vậy, nhưng bỏ ngoài tai hàng ngày chúng ta thật không thật nhàm chán khi thấy cảnh già bệnh chết, không có nhàm chán sợ hãi động tâm khi mà mình nghĩ đến tái sanh ở cảnh khổ địa ngục và quỷ súc sanh Atula, hay là nhìn thấy chúng ta quán tưởng về cái khổ luân hồi quá khứ hiện tại vị lai, chúng ta không chán cái đó đó thì mới là vô ích thôi. Và hả, khi chúng ta có khởi lên cái sự nhàm chán động tâm trước cái cảnh đáng động tâm như vậy thì nó rất bổ ích, nó gây cho chúng ta một cái ấn tượng, và cái ấn tượng đó nó sẽ giúp cho chúng ta, trợ duyên cho chúng ta đắc đạo quả trong tương lai, nó dễ dàng lắm. Cho nên ở trong cái bài học này chúng tôi nói bài học hay, hay là như vậy đó, thiết thực là như vậy đó, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà vì không khéo dịch, không khéo trình bày, cho nên khi mà chúng ta đọc qua chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Rồi tự nhiên chúng ta nếu mà nghe giảng thì là may mắn cho chúng ta, còn nếu mà những ai không được nghe giảng mà cứ tự hào rằng tôi đã đọc qua kinh tạng, nhưng mà đọc qua mấy cái chỗ này họ hiểu được là cái chuyện khó, thưa quý vị, khó lắm. Còn ở đây chúng ta nghe giảng lại thì chúng ta nên hiểu
và hiểu theo cách đúng theo trong tinh thần của chú giải đặc biệt. Và chúng tôi cũng nói thêm cho quý vị là hai chi pháp này đó, nó là một cái nhị đề ở trong đầu đề kinh, nhị đề kinh. Nó là đề tài thứ 39 trong 42 nhị đề kinh thắng pháp đó. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên khi mà chúng tôi nghe cô Quỳnh hỏi bài học bữa mai học bài gì, cái chúng tôi nói cô đọc cho sư nghe một đoạn. Cô vừa đọc xong là chúng tôi biết bởi vì thắng pháp đầu đề tam, đầu đề nhị, nhị đề kinh đó, thưa quý vị, là chúng tôi biết rất rõ vì nhiều pháp chúng tôi biết rất rõ rồi. Cho nên nghe nói thì chúng tôi biết liền, chúng tôi biết liền, tôi nói bài kinh dịch là như vậy, nhưng mà phải dịch lại, phải giảng lại, phải trình bày lại. Cho nên hôm nay sư cũng rất hoan hỷ để chia sẻ với quý vị một bài kinh mà phải nói rằng đó là cái điều rất tâm đắc để giúp cho các Phật tử chúng ta, một là chúng ta hiểu đúng kinh điển, hai nữa là chúng ta có cái pháp môn mà chúng ta tu tập. Quý vị có sự hiểu pháp và cố gắng tu tập đúng vị thì đó cũng là một cái phần thưởng tinh thần cho cuộc đời hoằng pháp. Xin nhất lời ở đây bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rộng Nam Mô Bổn Thầy. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappabuddha anupavena sada svati huvantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sammadhamma anupavena sada svati huvantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sabbe devata sappasangha anupavena sada svati huvantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lầm thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đà đề na ba quan tu bồ chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đà lê thề ra cha ma cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta ba quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha wa vô pa pa ti ca ni ya ni căn tham ma wa rằng pa thiết cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khổ hồ tu sa mắc vô quá Atha ya cha hi ta ya cha Am he ra khan tu sắc thầm mô Sappe pi thầm ma cha ri no Vut thim sam pa hu ni ya ma Thầm ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp.
Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.